ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, B ngũ vị, mặn ngọt chua cay đắng, C ngũ quả, mãng cầu dừa đu đủ xoài trung. Thời gian bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án từ các bạn. B là một đáp án sai. Vậy thì có nghĩa rằng có hai đội có đáp án đúng. Và xin chúc mừng các bạn xã Hiệp Phú Một và Phước Lộc. Đáp án của chúng ta là A, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. A bộc khởi, B lê lợi, C nguyện huệ và D nhập nghi. Thời gian bắt đầu. Ở phần thi này các bạn sẽ trả lời bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời. Tuy nhiên các bạn chỉ được phép bấm chuông khi chị mới đốt hiệu lệnh là thời gian bắt đầu. Đội nào bấm chuông trước sẽ bị mất quyền trả lời của câu hỏi đó. Cảm ơn các bạn đã nhớ nước và sở phương kiện rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở hội thi năm sau. Và bây giờ bốn đội chúng ta sẽ lưu xuống dưới để có thể theo dõi tiếp tục các trận thi đấu tiếp theo. Thị trấn 1 của chúng ta đang rất là hồi hộp. Không sao, chúng ta sẽ đến với trường trung học cơ sở Lê Văn Lưu. Xin mời các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Em đại diện cho trường trung học cơ sở Lê Văn Lưu. Đối với em rất vui vì hôm nay được tham gia hội thi các mọi quanh em. Khách biệt của các bạn đã mang về cho các bạn 15 điểm. Chúc mừng thị trấn 1. Nhìn vào các dữ kiện thỏ và kèo. Câu hỏi 20 điểm như sau. Ngày 23 tháng 7 năm 1980 diễn ra một sự kiện trên tàu Liên Hợp 30 đội của Liên Xô, đánh dấu một cột mốc lịch sử mà con người Việt Nam chinh phục được điều này. Đó cũng là lần đầu tiên một người thuộc quốc gia châu Á làm được điều này. Chúng ta đang nhắc đến sự kiện gì? Thời gian bắt đầu. Vị trí như sau. Vị trí số 1 là xã Phước Lộc, vị trí thứ 2 là xã Phú Xuân đội 1, vị trí thứ 3 đó là trung học cơ sở Nguyễn Hữu Nguyên đội 1. Điều đầu sẽ nói về tác phẩm Giới Mèo cùng Lưu Ý. Tên ban đầu là con Giới Mèo. Nhóm 2. Nhà Văn Tô Hoài. Nhóm 3. Nhà Văn Tô Hoài. Bạn lại làm lại đáp án của nhóm mình. 10 điểm. Điều đầu là chính xác khi nói về cầu Bình Lợi 2. Khánh Thành năm 2010. Tiếp tục. Bình Thạnh Thủ Đức. Bình Thạnh Thủ Đức. Tiếp tục. Chiều dài 975m. 10 điểm. Đáp án đúng. Những điều đầu là chính xác khi nói về tổng Bạc Liêu. Sáng tượng như lớn nhất cuộc. Tiếp tục. Đáp biệt. Sáng tượng vui lớn nhất cuộc. Hai đáp án đúng 10 điểm. Những điều đầu là chính xác khi nói về bài hát Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Cánh lên. Vui sao nước mắt lại chào. Nhập lên. Nhất lên. Đạo diễn Lý Cường. Năm 2010. Năm 2010. Tiếp tục. Hai đáp án đúng 10 điểm. Ở nhóm 3 ở trường 1. Các bạn đã bỏ qua. Tiếp tục. Hai đáp án đúng. Những điều nào là chính xác khi nói về cầu Phú Mỹ? Chiều rộng 4.5m. Quận 7, quận 9. Tiếp tục. Năm 2010.
Không có đáp án đúng. Các bạn không có điểm. Những điều nào là chính xác thì nói là tỉnh Bến Tre. Cổ Nguyễn Hữu Cảnh. Đồng Khởi 1960. Đồng Khởi 1964. Một đáp án đúng cho Đồng Khởi 1960. Tiếp tục. Những điều nào chính xác nói là bài hát Việt Nam quê hương tôi. Chịu quá. Si. Đốn nhộn. Tiếp tục. Xin mời. Theo em là bài
Hiệp Phước 3 Dạ là bài Trên con đường đến trường. Trên con đường đến trường là một đáp án chưa chính xác. Xin mời hai đội còn lại. Xin mời Thị Cẩm Hai. À, là bài ca đi học. Bài ca đi học mới là đáp án chính xác. 10 điểm cộng vào 10 điểm của Thị Cẩm Hai. Như vậy hai đội Phước Lộc và Hiệp Phước 1 sẽ bị lấy đi 5 điểm khỏi 10 điểm của mình. Tiếp theo, bắt đầu. Hiệp Phước 1 là đội đầu tiên. Nam ở quận huyện